Good afternoon, parents, teachers, and our lovely friends. Thank you for being here today, this special day, as your presence is of great gratitude to us. We, Zhang Ngọc and Thuy An, are very much honored to be standing here representing our youth group and giving out this speech with the hope that this will be a unique memory for all of us. I would like to start off with the questions. Have you ever wondered who we were when we first stepped into BVIS and who we are now, at this moment? What's changed and what stayed the same? My journey at BVIS, I would say, is like a rainbow. Well, there are bright, but also not too bright colors. But overall, it's a beauty that added to the sky. Chúng em xin được gửi lời chào đến các bậc phụ huynh, các thầy cô và các bạn thân mến. Đầu tiên, chúng em xin được gửi lời cảm ơn đến những người thân yêu. Những thầy cô đã có mặt ở đây trong giây phút này vì sự hiện diện của tất cả mọi người trong một ngày đặc biệt như hôm nay chính là niềm hạnh phúc to lớn đối với chúng em. Chúng em, Giang Ngọc và Thủy Anh cảm thấy rất vinh dự vì được đứng đây ngày hôm nay để đại diện cho khối chúng em để nói ra những lời này và mong rằng đây sẽ là một trong những điều đáng nhớ nhất của tất cả chúng em trong thời gian vừa qua. Em muốn bắt đầu bằng một câu hỏi. Bạn có bao giờ nghĩ mình là ai ở ngày đầu bước vào BVIS và mình là ai ở hiện tại chưa? Điều gì đã thay đổi và điều gì vẫn giữ nguyên bản? Hành trình của tôi ở BVIS như là chiếc cầu vòng vậy. Vì có cả những gam màu tươi sáng, nhưng tất nhiên cũng sẽ có cả những gam màu trầm hơn. Nhưng chung quy lại, những màu sắc ấy đã tô điểm và tạo nên nét đẹp cho bầu trời của tôi ở BVIS trong những năm tháng qua. On the very first day at BVIS, I didn't understand much English. I was stressed out and worried. Also, I was shy and reluctant to answer any questions in class back then. But teachers always support me, and this gradually built up my confidence. On this journey, I and we were helped and encouraged with the help from our loved ones, who always support us everywhere we needed at any time. Teachers who always support us in class and even at 10 p.m. sometimes when we texted them. Friends who energize us, annoyed us sometimes, but made us laugh most of the times. Những ngày đầu ở BVIS, tôi không hề giỏi về tiếng Anh. Điều này đã tạo cho tôi rất nhiều sự căng thẳng và lo lắng. Hơn thế nữa, lúc đó tôi vô cùng nhút nhát và e dè khi trả lời những câu hỏi trên lớp vì sợ sai. Tuy nhiên, nhờ sự khuyến khích và động viên của giáo viên, chúng em đã dần cải thiện và trở nên tự tin hơn. Trong hành trình học tập và trưởng thành của mình ở BVIS, tất cả chúng ta đã nhận được sự động viên và giúp đỡ từ những người thân yêu của mình. Chính là những người luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ điều gì khi chúng ta cần ở mọi thời điểm. Và cũng tất nhiên là cả từ thầy cô, những người luôn giúp đỡ chúng ta trên lớp. Và đôi lúc là cả vào 10 giờ tối khi chúng ta nhắn hỏi bài. Và không thể thiếu đó chính là bạn bè của chúng ta, những người đã tạo cho chúng ta năng lượng. Tất nhiên là đôi khi có cả sự bực mình chứ, nhưng đa phần sẽ đều là những tiếng cười. After the initial unease, we began to be more confident, joining more clubs and school activities including dance club, performances, leadership team, sports squad, which are all opportunities to turn our weaknesses into strength. I didn't notice much of a difference along the way, but now I looked back me at 11 years old compared to myself now, today at BVIS graduation ceremony. I said to myself, wow, you changed a lot, Zhang Ngọc. I think we all feel the same when we look back at ourselves before coming into BVIS and now. We've changed, we've improved, and a better version of ourselves is here tonight, celebrating this graduation ceremony. Không biết từ lúc nào, chúng ta đã trở nên tự tin hơn, tham gia nhiều hơn các hoạt động của trường, chẳng hạn như câu lạc bộ nhảy, các buổi biểu diễn, các đội tuyển thể thao. Và cũng chính những điều này là cơ hội giúp chúng ta biến những khuyết điểm của mình thành ưu điểm và phát triển chúng. Chỉ mãi, đến khi chính tôi chợt nhìn lại mình và so sánh bản thân của năm 11 tuổi và bản thân của ngày hôm nay, ở buổi lễ tốt nghiệp này, tôi mới nhận ra rằng, chà, mình thay đổi nhiều quá đấy Giang Ngọc à. Tôi nghĩ các bạn học sinh BVIS cũng sẽ cảm thấy tương tự khi nhìn lại mình khi mới bước vào đây và chúng ta của hiện tại. Chúng ta đã thay đổi, đã tiến bộ và đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình đang đứng ngay tại đây, tại buổi lễ tốt nghiệp này. Thank you to our loved one who always follow and support us in every step of our journey and give us positive energy. We hope that you are proud of us because of who we are now and in the future. Thank you to all the teachers
for teaching us knowledge, encouraging us, and helping us on our academic journey. Thank you to all our friends. We've made each other cry and made each other's love. We grew up together and will always be a unique part of each other's childhood memory. Thank you, BVIS, for contributing to helping us become better and who we are now. Chúng con xin cảm ơn những người thân yêu của mình, những người đã luôn đồng hành cùng và che chở cho chúng con trong suốt quá trình qua và cho chúng con nguồn năng lượng tích cực. Chúng con mong rằng những người yêu thương của chúng con sẽ tự hào bởi sự trưởng thành của chúng con hiện ở hiện tại và cả sau này. Chúng em cũng xin cảm ơn các thầy cô, những người đã dạy chúng em kiến thức, động viên và giúp đỡ chúng em cho con được học vấn. Cảm ơn chúng ta, những người đã đem đến cho nhau những giọt nước mắt cũng như những nụ cười ở tuổi học sinh. Cảm ơn vì đã cùng nhau lớn lên, đã trở thành một phần đặc biệt trong kỷ niệm về thời học sinh của nhau. Và tất nhiên, em cảm ơn BVIS đã góp phần giúp chúng em tiến bộ và trở thành bản thân của chúng em ngày hôm nay. 7 years ago, I stepped into BVIS with my emotions packed full of anxiety, shyness, and uncertainty. Today, I graduated from BVIS being a better version of myself. I am more confident and mature in a lot of ways. To all our friends, this journey of our lives, we've been through it together. We've seen improvements in ourselves and in each other. And we will always remember us this way. And good luck in your future. Thank you. 7 năm trước, khi mới bước vào BVIS, tôi mang cho mình sự lo lắng, nhút nhát và sự không chắc chắn. Ngày hôm nay, tốt nghiệp ở BVIS, tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi tự tin hơn và trưởng thành hơn ở nhiều khía cạnh. Và tất nhiên, gửi đến những người bạn thân yêu của tôi. Chúng ta đã cùng nhau bước đi trên hành trình này, chúng ta nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân và của nhau. Chúng ta hãy nhớ những khoảnh khắc này và chúc các bạn luôn may mắn với những quyết định trong tương lai của mình. It seems as though I closed my eyes as a year 6 student and then opened them, and it's the end of year 13. In just a blink of an eye, my journey at BVIS is ending soon. And as I'm standing here, already wearing this graduation gown, I still cannot believe how far all of us have come. And now that I think about it, if someone told me 8 years ago that one day we will be who we are today, I would have never believed them. Tôi còn nhớ cô bé học sinh lớp 6 ngày nào, chỉ trong chớp mắt, đã thành một học sinh lớp 13. Và giờ đây, hành trình của tôi tại BVIS sắp kết thúc. Ngay cả khi tôi đang đứng này, đây và mặc bộ lễ phục tốt nghiệp này, tôi vẫn không thể tin được rằng tất cả chúng ta đã đi một quãng đường xa như vậy. Và bây giờ, khi tôi nhìn lại ở 8 năm trước, nếu ai đó nói rằng vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ là bản thân của hiện tại, tôi sẽ không bao giờ tin họ. Because we used to be so careless and free. We did not understand what it means to take responsibility for our own life. We did not even know what last-minute deadlines look like. And most of all, we were not aware that we will eventually grow up one day. But look at us now. We are thoughtful and young and mature young adults. We surely understand what it means to be disciplined and take responsibility for our own lives. And we finally realize we are at that age when our loved ones starting to give us serious warnings when stepping into adulthood. Bởi vì chúng ta đã từng vô lo vô nghĩ, xong chúng ta cũng chẳng hiểu ý nghĩa của việc chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình là như thế nào. Chúng ta thậm chí còn chẳng biết việc chạy deadline bài tập. Và hơn hết, chúng ta cũng chẳng nghĩ rằng cuối cùng bản thân cũng sẽ phải trưởng thành vào một ngày nào đó. Nhưng hãy nhìn chúng ta ngay bây giờ. Chúng ta đã trở thành những thiếu niên biết suy nghĩ và chín chắn. Chúng ta chắc chắn đã hiểu được ý nghĩa của việc kỷ luật và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình là như thế nào. Và cuối cùng, chúng ta cũng đã nhận ra mình đang ở cái chương mà người yêu thương xung quanh đã bắt đầu khuyên bảo một cách nghiêm túc về những bài học trong cuộc sống. And now that we realize it is so difficult for us to meet each other 5 times a week, it makes the trips we went on together that were full of laughter and happiness, but also tears and fears, all worth it. The time when we did not dare to ask the older students to share the seats. The day we were chased down the corridor for not wearing the right uniforms. The season when we have to stay silent anywhere we go because of exams. And the struggles, of course, when we were trying to adapt to a new, unfamiliar style of learning because of COVID. The months and years where we have to keep our face mask on all the time to the point where we forgot how our friends' faces look like. And of course, these are all the time that we will never forget.
Và bây giờ, khi nhận ra rằng chúng ta khó có thể gặp nhau 5 ngày một tuần, điều đó làm cho những chuyến đi chúng ta đi cùng nhau có đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc, nhưng cũng có vô vàn nước mắt và nỗi sợ hãi. Tất cả đều đáng giá. Cái thời mà chúng ta không dám hỏi xin các anh chị lớn để chia sẻ chỗ ngồi, những ngày chạy ngang dọc ở hành lang để trốn thầy cô vì không mặc đúng đồng phục, cái mùa mà chúng ta phải im lặng khi đi bất kỳ đâu trong trường vì có các kỳ thi, những khó khăn khi chúng ta phải cố gắng thích nghi với một phong cách học tập mới, không quen thuộc vì Covid, những tháng năm mà chúng ta phải luôn đeo khẩu trang nhiều đến mức quên luôn cả khuôn mặt của bạn bè mình trông như thế nào, cái thời mà chúng ta không thể nào quên. The long, hard times might make us forget how much we have changed, but it is these little moments in between our transition that remind us that our changes are so significant and remarkable. These little pieces of memory and the time we spent together are only parts of what make us who we are today, because the bigger pieces are actually our loved ones and our dedicated, lovely teachers. Without them, we would not be completed. So thank you to these memories, to our loved ones, to teachers and friends for giving me, and of course us, this opportunity and for showing us that we can become who we are today. Khoảng thời gian dài, khó khăn đó có thể khiến chúng ta quên đi mất bản thân đã thay đổi nhiều như thế nào. Nhưng lại chính những khoảnh khắc nhỏ này đã nhắc nhở chúng ta rằng những thay đổi của chúng ta là rất quan trọng và đáng nhớ. Những mảnh ký ức nhỏ này và khoảng thời gian chúng ta bên nhau chỉ là một phần tạo nên chúng ta của ngày hôm nay. Vì những mảnh ghép lớn hơn chính là những người yêu thương của chúng ta và những người thầy, người cô tận tâm, đáng quý. Vì nếu không có họ, con người chúng ta ngày hôm nay sẽ không thể trọn vẹn. Vì vậy, cảm ơn những kỷ niệm này. Chúng con xin cảm ơn những người đã hết lòng vì chúng con, thầy cô, bạn bè đã cho chúng con cơ hội này để thấy rằng mình hoàn toàn có thể trở thành bản thân của ngày hôm nay. We don't know what the future will hold, but to my dearest class of 2022, when you look back, please remember that we traveled together on one of the best journeys of our lives, and at the end of it, we have all grown into the best version of ourselves. We were once caterpillars, and then after much effort and struggles in our own cocoon, we have become the most unique and wonderful butterflies, full of possibility, passions, and most of all, able to grasp our future for ourselves. In my heart, I am proud to believe that these butterflies will forever be the treasure of the class of 2022. Thank you, and no matter where you may go, best of luck on your journey. Có lẽ chúng ta không biết tương lai mai này sẽ ra sao, nhưng lớp 13 ơi, khi các bạn nhìn lại, xin hãy nhớ rằng chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong những hành trình đẹp nhất của cuộc đời mình. Và ở cuối con đường trung học này, chúng ta đều đã trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng ta đã từng là những con sâu bướm, và rồi sau bao nỗ lực đấu tranh trong chính cái kén của mình, chúng ta đã trở thành những chú bướm độc nhất, vô nhị và tuyệt vời nhất. Có đầy đủ khả năng, đam mê, và hơn hết là có thể tự mình nắm bắt được tương lai của chính chúng ta. Tôi có thể tự hào để tin rằng những chú bướm này sẽ mãi là báu vật của niên khóa tốt nghiệp năm 2022. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và dù có đi đâu, tôi xin thân chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn trên hành trình của mình. Và cảm ơn đã lắng nghe. Thank you.